Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang có đây hộp của chiếc Samsung Galaxy Win, nghĩa là Samsung chiến thắng đấy. Samsung hiện nay thì dường như năm nào họ cũng có chung một cái thiết kế và áp dụng tất cả thiết bị của mình. Các bạn đã thấy là đây là hình của chiếc Galaxy Win được in trên máy, có hơi hướng giống với lại một chiếc Samsung Galaxy S4 và cũng có khá là giống với lại chiếc Galaxy Note 2 trước đây. Sản phẩm này thì nó được sản xuất tại Việt Nam. Hiện nay Samsung được có nhà máy ở Việt Nam rồi nên các chúng ta có thể là người Việt Nam đã có thể sử dụng được hàng Việt Nam. Máy có một số thông tin nổi bật in ở trên hộp như là máy có màn hình 4.7 inch, tuy nhiên độ phân giải của nó chỉ là 800x480, màn hình LCD không phải Super AMOLED, camera 5 megapixel và điểm ấn tượng nhất của nó có thể nói rằng là nó có vi xử lý lõi tứ nên đến 1.2GB. So với một thiết bị tầm trung thì cấu hình của nó khá là cao. Tuy nhiên thực tế như nào mình sẽ nói về sau. Nó có vì nó sử dụng 2 SIM và dung lượng pin lên đến 2000mAh và mình sẽ mở cái thiết bị này ra. Nếu các bạn để ý một điều thì những thiết bị tầm trung của Samsung thì cách đóng hộp của nó sẽ khá là giống với chiếc máy này, rất là đơn giản thôi. Còn những thiết bị cao cấp như kiểu là Galaxy S4 ấy, thì cách đóng hộp của nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Cách đóng hộp của Samsung khá là mới khi mà họ mở cái hộp theo kiểu khác. Và trong này chúng ta có chiếc Samsung Galaxy Win sử dụng hệ điều hành Android và vi xử lý của nó là lõi tứ. Bên dưới này chắc chắn là sẽ có hướng dẫn sử dụng này, chuẩn luôn. Cáp, chúng ta có cáp màu đen, không phải là cáp màu trắng trùng với tông màu của máy. Có tai nghe nút. Chúng ta có các cái nút tai nghe còn lại chúng ta có thể thay để phù hợp với kích thước của tai. Có cục sạc và cũng như là một cái viên pin dung lượng 2000mAh cho chúng ta. Và đây là mình đang có trên tay chiếc Samsung Galaxy Win. Phải nói là các bạn để ý thì nó khá là giống Galaxy Note 2. Mình đã có chiếc Galaxy Note 2 ở đây, nhìn như là bố với con vậy, ý hệt nhau. Từ cái phím Home, như hôm nay thì là của chiếc Galaxy Win thì nó giống S4 hơn, tại vì nó sẽ được vắt cạnh xuống dưới. Còn cái chiếc Note 2 của mình nó làm hình xung quanh là có mạ viền, nó sáng bóng hơn so với lại cái phím Home của chiếc Galaxy Win này. Bên trên là chúng ta sẽ có loa đàm thoại, cảm biến camera trước, đây có biểu tượng 2 SIM thông báo cho người dùng biết. Ở mặt sau của chiếc máy này thì nó sẽ là camera chính 5 megapixel, flash LED và loa ngoài của máy. Và đây là nắp lưng của nó cũng làm bằng nhựa trơn bóng. Thì các bạn để ý là trên cái chiếc máy này thì nắp lưng của nó sẽ có hơi giả vân như kiểu là chiếc Galaxy S4 nhưng mà không rõ ràng bằng S4 đâu. Chúng ta sẽ có hai khe cắm SIM ở đây, bao gồm một cái khe cắm SIM ở bên này, một khe cắm SIM ở bên này và khe cắm SIM vị trí thứ nhất thì chúng ta có cả khe cắm thẻ nhớ mở rộng luôn để có thể chúng ta có thêm kho lưu trữ bằng cái việc cắm thẻ nhớ ngoài vào. Thì về cái thiết bị này, bên cạnh trái chúng ta có phím tăng giảm âm lượng và bên cạnh phải này sẽ là phím nguồn. Chiếc Galaxy Win mang đúng là đặc trưng thiết kế của dòng Galaxy nên các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là nó sẽ có một cái đường viền giả kim loại nhưng thực chất là bằng nhựa, cũng tương tự như Galaxy Note 2. Nói chung là thiết bị này mình thấy giống Note 2 nhiều hơn. Chính xác hơn nữa thì nó giống hệt chiếc Samsung Galaxy Grand vừa ra mắt ở năm ngoái xong, cũng là một thiết bị 2 SIM nhưng nó có màn hình 5 inch và cái cấu hình của nó thấp hơn. Về cái thiết bị này thì các bạn để ý trên đỉnh của nó sẽ ghi là Qualcomm 3G CDMA. Tức nghĩa là thiết bị này sử dụng vi xử lý của Qualcomm, vi xử lý lõi tứ. Thêm thông tin cho các bạn là lõi tứ ở đây không phải là một thiết bị lõi tứ cao cấp mà đây vi xử lý lõi tứ của nó chỉ có nhân là Cortex A5, có nghĩa là đã khá là thấp. Còn nếu mà không có thiết bị cao cấp chỉ cần lõi kép mà Cortex A9 là nó đã chạy phầm phầm rồi. Và đây là mình đã mở lên chiếc Samsung Galaxy Win để mình xem là trong giao diện này có những gì. Thường thì những cái thiết bị mới này sẽ được Samsung trang bị những cái tính năng mới. Tuy nhiên là nó không được như Galaxy S4 nhưng mình cũng nghĩ là có một số cái chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Đây là giao diện chính của nó, sử dụng giao diện TouchWiz nhưng mà giống trên Galaxy S3 và Note 2, không phải là giao diện mới trên Samsung Galaxy S4. Chúng ta vẫn có phím tắt, thêm trên thanh thông báo trạng thái. Bấm giữ phím back thì nó không chạy ra cái giao diện đa nhiệm giống như chiếc Samsung Galaxy Grand trước đây cũng có. Ở dưới đây thì cho biết thiết bị này hiện nay sử dụng Android 4.1.2, có một số tính năng chuyển động thông minh như là cảnh báo thông minh, lắc để cập nhật, lật úp âm thanh. Nói chung thì mình nhận thấy như vậy là thiết bị Samsung Galaxy Win này còn có vẻ như là thấp hơn cả so với chiếc Samsung Galaxy Grand khi mà nó không được có nhiều tính năng thông minh như kiểu là cái thiết bị kia vào hồi năm ngoái.